Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói là rất nhiều các cô, các chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin nhà anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin, để tìm vợ, tìm chồng, tìm con. Đây hôm nay tiếp tục một câu chuyện tiếp theo là hai cha con ở một nơi rất xa. Hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin, tìm vợ và cũng như là một bé gái tìm mẹ. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú, anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào anh trai nhé. Rồi, anh có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì? Em tên là Nguyễn Văn Đông, anh đang ở ấp 1, xã Xuân Lê Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là đang làm vườn rau. Rồi, hôm nay anh cùng với con gái của mình đúng không? Dạ. Dạ, về đây đăng tin để tìm vợ và tìm bé gái, tìm mẹ. Dạ. Anh có thể anh chia sẻ là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Vợ em là Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1982, ngày 22 tháng 8 năm 1982. Dạ. Rồi, anh có thể nói rõ hơn là vợ của anh tại sao bỏ nhà đi hoặc mất tích? Vợ chồng em này có cãi lộn mấy bữa trước, xong là mấy bữa sau đi, nhưng mà cũng có xảy ra là nhiều lúc là trong vợ chồng mâu thuẫn về cái con cái rồi công việc áp lực và có chiến tranh lạnh, vợ chồng nhiều khi không chia sẻ với nhau được, nên là cũng để nhiều những cái vợ em nó bức xúc tiêu cực. Dạ. Vợ em nó bỏ đi. Vậy là hai vợ chồng mình đã gọi là âm thầm lặng lẽ chịu đựng, vẫn là không trò chuyện với nhau là bao nhiêu thời gian rồi? Nó cứ lúc này lúc kia nói chuyện nhưng nó cũng lạnh nhạt, nhưng nó không có đầm thắm. Nó cũng kiểu cũng 2 tháng rồi. kiểu không có tình cảm dành cho nhau, không còn nhiều nữa đúng không? Không phải là không còn nhiều, mà nhiều khi mình cứ giữ cái tôi như thực tế trong lòng em, là em vẫn rất là thương vợ em. Còn ai cũng muốn là mình là thắng. Dạ. Cho nên là cũng không ai tôi, chịu mở lời trước. Đúng rồi, cái tôi của mình nó lớn quá. Anh chị được mấy người con rồi? Em được 4 cháu. Cháu lớn là năm nay được 20 tuổi rồi. Cháu nhỏ là 13 tuổi, đang học lớp 7. Cháu thứ ba thì được 8 tuổi, đang học lớp 2. Cháu thứ ba là Nguyễn Ngọc Ánh, đi cùng với mẹ. Cháu thứ tư là 4 tuổi, là Nguyễn Bảo An. Được mấy bé trai? Được 1 trai đầu anh. 3 gái. Hiện nay thì vợ anh đi là đi ngày nào? Vợ em đi là ngày 13 tháng 5, 2023. 13 tháng 5, dạ. Cũng mới đi được mấy ngày nay ha? Mấy ngày ạ. Trước khi vợ anh đi, vợ anh có báo tin là vợ anh đi đâu không? Không có báo tin anh, chỉ có gửi tin nhắn cho em là lúc ta 6 giờ tối là mấy mẹ con, ba mẹ con là chuyển bị quần áo váy véo, là bảo nhau là đi lễ. Đến 8 giờ 10 thì em thấy có tin nhắn là tiền em để ở trong túi quần dài của anh, túi quần đen ấy, thì em sờ và bỏ lại một mẩu thư lại cho em. Nhưng thực sự là không phải tiền. Là có tiền, có mấy triệu đấy. Nhưng mà để lại một gọi là một số dòng chữ ghi lại. Đúng đúng ạ. Nội dung này trong cái đó này vợ anh viết làm sao? Viết là ghi là giờ anh hết thương em rồi, thôi vợ chồng mình sống nhau 20 năm rồi. Thôi thì đường ai người đi thì em đi nơi khác em lập nghiệp, còn anh ở lại trông hai đứa lớn, rồi chúc mạnh khỏe vậy. Cũng có nhiều vợ cũng nhắc trong thư là có nhiều lần anh xúc phạm đến em, thì xúc phạm cả đến bố mẹ em. Nhưng mà điều đó có không? Cũng có. Những lúc mà mình nóng nảy, mình xúc phạm đến vợ hoặc gia đình với vợ, xong xuôi đâu mình có nghĩ là mình sai không? Có chứ anh. Có, nhưng mình có xin lỗi vợ. Cắn rứt. Có những lúc thì xin lỗi, có những lúc thì lại hành động công việc để mình biết là vợ mình cũng hiểu là thấy mình sai, là mình có cái hành động. Nhưng mà mình đã từng hoặc có khi nào mình đánh đập vợ không? Không, trong thời gian gần đây là không có. Nhưng mà trước chỉ đây có đánh vợ thôi chứ không có đánh. Có là mình hăm dọa có ha. Nhưng mà đánh thì chưa bao giờ có. Đánh có không? Chưa có. Kinh tế gia đình mình ổn không? Cũng ổn. Vợ anh làm công việc gì? Vợ em cũng cùng nghề làm rau. Nói chung là công việc chắc chắn là cũng rất vất vả. Vất vả lắm, làm nông nghiệp mà. Em đưa cho công ty thì cũng mướn thêm mấy người làm, 7-8 người. Hiện tại công nhân vẫn đang làm, thu nhập thì cũng được nhưng mà cũng vất vả, vừa về áp lực công việc, cái công việc nó cũng vất vả, áp lực là mình quản lý người làm. Cho em hỏi thế này, vợ anh hôm bữa đi ấy, là đi khoảng mấy giờ, chính xác là mấy giờ anh có biết không? Chính xác là khoảng tầm 6:30 tối. Tối. Gọi là 18:30. Đúng rồi. Tối. Dạ. Vợ anh đi là mang theo những cái gì? Mang theo quần áo và hai bé nhỏ đấy. Một bé là một bé trai bé gái? Không, hai bé gái, một bé Ánh và một bé An. Đi một chiếc xe Way đen. Biển số mấy anh? Biển 01446.
Số đầu á? Số đầu là vùng gì, tỉnh gì? 59 S2, thành phố 01446. Xe màu đen. Xe màu đen. Vợ anh có đem theo quần áo các con anh với vợ anh đi không? Có, mang theo quần áo, các quần áo và nói chung là quần áo và giấy chứng minh nhân dân, tức là căn cước công dân và hai bản khai sinh của bé An và bé Anh. Trước đây vợ anh đã từng đi như thế bao giờ chưa? Chưa bao giờ đi. Mà vợ anh nếu mà có đi nhà thờ chứ nữa, vợ anh có cầm quần áo đi không? Trước đây á? Không. Hôm nay thì anh đi là vợ anh đi như vậy là anh có nhìn thấy không? Vợ có nhìn thấy vợ cầm quần áo, cầm đồ đi không? Không nhìn thấy, nhưng mà khi em kiểm tra thì không còn. Mình vô mình kiểm tra mình biết. Quần áo đi chơi thì mang đi, còn quần áo lao động thì bỏ lại. Có là lúc mà đó là gia đình mình có ở nhà không? Đầy đủ ở nhà không? Có bé nhỏ nhà em, con Mai Anh ở nhà thôi. Thế còn em thì em ở ngoài vườn, ngoài đồng em xịt thuốc. Không biết. Dạ. Vì vậy nhân vợ mới con đi. Chỉ có biết là đi lễ thôi, chứ không có biết là mục đích sau đi lễ là đi đâu không biết. Vợ anh có đem theo tài sản không? Tiền bạc? Có, mang theo một số tiết kiệm và một thẻ ngân hàng. Số tiết kiệm đấy là có nhiều tiền không? Số tiết kiệm khoảng 260-270. Nói chung là hơn 200 triệu. Gửi làm 2 lần. Thì mới lại một thẻ nó chắc là tầm hơn 300. Tổng cộng là khoảng hơn 300 triệu tiền bạc. Vợ anh có đeo vàng bạc trang sức gì không? Có. Nhiều không anh? Có một dây chuyền và một lắc tay, một nhẫn và một đôi bông tai. Nói chung là vàng bạc trang sức trên người vợ anh là khoảng có khoảng 20 triệu. 20 triệu. Đến giờ phút này anh đang nghi ngờ là vợ anh đi đâu và làm gì? Em thì em chỉ nghĩ là vợ em giận em là bỏ đi thôi. Chứ cũng không có nghi ngờ là vợ con mình bồ bịch hay là... Anh có sợ là vợ đi mất luôn không về không? Có chứ anh. Tại vì gia đình số 1 mà. Đến bây giờ vợ mình đi này thì mấy ngày em đi tìm thì mất ăn mất ngủ luôn. Chẳng ngủ được đêm hôm bắt đầu nghe tin vợ đi thì gọi là cả đêm hôm đấy em không có ngủ luôn. Chỉ có đi ra vào cứ 1-2 phút em lại bấm điện thoại em gọi một đến giờ phút này thì anh có thấy hối tiếc trong khoảng thời gian trước ấy, mình sống với nhau nhiều khi tình cảm mình không dành cho vợ nhiều, không có tâm sự để cho vợ. Đến giờ phút này vợ chán buồn bỏ nó đi. Có rất hối hận anh. Nếu mà vợ em mà quay về được với em thì em quyết tâm là vợ chồng xây dựng lại, cố gắng nói chuyện với nhau để giải tỏa. Biết rằng công việc rất quan trọng nhưng không có gì quan trọng hơn tình cảm. Nhiều khi là tiếc công việc, bỏ công việc có thể là không thể tìm được công việc khác. Điều đó là đương nhiên. Hay nhưng mà thực sự mà nếu mà mãi mê công việc mà bỏ vợ bỏ con, mà vợ con đến giờ phút này ra đi thì thực sự là một điều rất đáng tiếc. Yeah. Em cũng rất là ân hận. Mình chia sẻ video này là nếu mà vợ em mà quay về được với em thì vợ chồng cố gắng dành những thời gian chăm sóc cho gia đình nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu nhau, để cùng chung tay lên nuôi dạy các con nó thành người. Giờ không thể thiếu gia đình mà không thể thiếu người vợ người mẹ được. Có người phụ nữ thì người ta vun vén cho gia đình nó ấm cúng, nó trọn vẹn. Đến bây giờ cái giá trị để em hiểu được là gia đình mới là cốt lõi. Gia đình là quan trọng nhất. Có phải ăn rau ăn cháo được, yeah. Không có tiền được nhưng mà có tình cảm đầm thắm vợ chồng. Đến giờ phút này thì bao nhiêu thứ những năm trước đây gọi là chôn vùi theo mây khói rồi. Gọi là vợ đã ra đi là không còn gì. Bao nhiêu tình cảm, tâm tư, nguyện vọng mình dành cho cả một cái cuộc hôn nhân, đúng không? 20 năm qua. Đến giờ phút này vợ ra đi một cách một dễ dàng như vậy. Đó. Thực sự đến giờ phút này gần như là mất hết rồi. Anh có điều nào anh chia sẻ thẳng thắn trên video này thì hy vọng vợ anh xem được, hoặc các cô chú anh chị mọi người xem được. Em chỉ mong vợ em về bố con em, con em với con mẹ. Em không ước mong gì hết. Mong cô chú các bác à, nếu gặp vợ em đâu thì nhắn nhủ cho em về với bố con em. Thực sự anh có thương vợ anh không? Em thương thôi. Thương. Vợ con anh, hai vợ chồng là quê ngoài Bắc, vô trong miền Nam này lập nghiệp. Yeah. Yeah. Trước đây mình vô đây là có người thân không? Có, cậu nhưng ông bà. À, bây giờ chỉ có hai vợ chồng thôi. Ở trong này đang lập nghiệp. Các con hiện nay cũng ở với cha mẹ luôn.
Thực sự là bây giờ này là cứ bữa ăn bữa bỏ chẳng nấu, toàn mua bánh rồi khai ăn cả. À, thực sự một người đàn bà rất quan trọng. Yeah. Vắng bóng một người đàn bà phải nói là câu chuyện là xáo trộn luôn. Một người đàn ông con không thể đảm nhiệm được từ việc kiếm tiền đến việc nuôi con được. Thực sự rất khó. Yeah. Vì người đàn ông không thể tâm tư nguyện vọng, tình cảm không thể dành nhiều cho con mình giống như người phụ nữ được. Vợ anh đi này ấy, là em nghĩ là vợ anh không phải đi theo người đàn ông khác, mà có thể là vì buồn chán gì đó. Vì vậy nhà vợ quyết định ôm hai đứa nhỏ đi. Vì giận em trong thời gian sống vợ chồng với nhau áp lực quá, không giải tỏa được. Vợ em nó buồn, áp lực quá. Anh có hy vọng vợ về không? Có. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn, nếu ai phát hiện là thông tin một người phụ nữ nêu hình như trên thì liên hệ cho anh hai, cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương theo số điện thoại là 0913 785888. Đây có thể là một cái câu chuyện thực sự rất đáng tiếc trong cuộc sống hôn nhân. Đến giờ phút này rất nhiều các chị em khác bỏ đi theo nhân tình là nhiều lắm. Nhưng mà đây là cái câu chuyện này để các anh em ghi nhận là có thể là đây là vì một cái câu chuyện là mâu thuẫn, một cái chuyện rất nhỏ. Nhưng mà có thể là rất nhiều ngày tháng qua không giải tỏa được. Vì vậy nên là chị vợ là ấm ức, là khó chịu, không chia sẻ cho ai được. Cho nên vậy là quyết định là ôm hai đứa con đi để bỏ chồng và bỏ hai người con còn lại. Thực sự là câu chuyện rất đáng tiếc. Bé gái cho chú hỏi con họ tên là gì? Con tên Mai ha. Mai Anh. Ừ. Con nhiêu tuổi là Mai? 13 tuổi. Ừ. Con nào đang học lớp mấy rồi? Lớp 7. Con có mong muốn hôm nay về đây các chú tìm được mẹ cho con không? Muốn. Trả lời con. Chú không nhầm là hôm nay con bị rất mệt đúng không? Vâng. Con bao giờ đi xa này không con? Chưa. Yeah. Con hiện nay còn học không? Còn. Ừ. Con có điều gì con muốn chia sẻ cho mẹ con với các em con không? Con nói lớn tiếng em. Nói đi con. Con muốn mẹ khỏe mạnh về với con. Mẹ đừng bỏ con. Nói lớn tiếng lên. Mẹ đừng bỏ con. Con có sợ là mẹ đi mất luôn, mẹ không về không? Thực sự là câu chuyện rất đáng tiếc là bé gái là có thể là đang đi học cho nên là vì vậy cũng nghẹn ngào, cũng chưa biết chia sẻ gì. Hy vọng là nếu như chị gái xem được video này, chị gái hãy suy nghĩ lại và quay trở về với chồng với con của mình. Bây giờ thì bản thân một người phụ nữ mà cầm một số tiền vài trăm triệu thì không có lớn đâu. Mà đi thế này thì nhiều khi là tiền cũng hết, mà cuối cùng con mình không nuôi được. Mà ba cha con ở lại thì thực sự là cũng rất khó khăn. Đó, rất cần cái tình thương của cha của mẹ. Hy vọng là mình hãy suy nghĩ lại. Lông lỗi chỉ là một phút bốc đồng thôi, nhưng mà có thể là cả một cuộc đời ân hận. Em cũng muốn chia sẻ thêm với vợ em, vợ về bố con anh. Từ hôm vợ đi này là anh đi tìm vợ suốt. Hai bố con anh, con cứ đi học anh đón con về xong anh đi tìm em, mà chẳng biết tìm ở đâu được. Mong em mang hai đứa nhỏ về cho anh nhớ con, nhớ em lắm. Mày hãy nhớ của em lắm. Nếu mà em xem được video của các anh này, nhớ liên lạc cho bố con anh. Bố con anh đi đón em về. Nếu bây giờ cái số tiền mà không may mà vợ đã xài hết rồi, hoặc vợ bị mất hết rồi, em chấp nhận hết. Chấp nhận gia đình là quan trọng nhất. Quan trọng nhất, tìm vợ và con thôi. Đối với em giờ không có gì được, chỉ cần vợ cần con. Thực sự câu chuyện này rất đáng buồn. Trong suốt thời gian vừa qua, và nó rất nhiều các chị em phụ nữ suy nghĩ một cách phải nói là vô cùng rất lông lổi, giận chồng giận con, nhưng mà nhiều khi là nhiều chị em phụ nữ không có thể chia sẻ được. Vậy vì có thể nhiều lý do khác nhau, nhưng mà đây có thể là một anh chồng có thể là cũng rất tốt, nhưng mà trong cuộc sống hôn nhân thì không ai có thể trọn vẹn được. Hy vọng là mình có điều gì đó mình hãy chia sẻ thẳng thắn với nhau thì cái cuộc sống hôn nhân nó được hạnh phúc hơn. Cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương, em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe anh cũng như toàn thể gia đình. Hy vọng là gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe, may mắn. Trong thời gian tới thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ chia sẻ video này nhanh nhất có thể. Hy vọng là các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội, nếu ai phát hiện là thông tin một người phụ nữ nêu hình như trên và hai em bé thì liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 785888.
để các anh em tìm cách khuyên chị gái này cùng với các con của mình quay trở về với chồng với con của mình. Dạ, cuối video cho phép công dân xin thay mặt đội hiệp sĩ quân tỉnh Bình Dương xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô chú anh chị đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ cho đội hiệp sĩ quân tỉnh Bình Dương để đội hiệp sĩ quân tỉnh Bình Dương tiếp tục giúp đời giúp người. Xin thân ái và chào hẹn gặp lại các cô chú anh chị và trong những video tiếp theo ạ.